Chào các bạn, nhân tiện một anh bạn của tôi có chia sẻ rằng là gia đình anh thì mới chuyển ở một căn nhà mới. Tuy nhiên là anh nhận thấy là cậu con trai cả ấy, có nghĩa là rất là khó bảo và học hành thì sa sút. Nhiều khi là bảo đi học nhưng không đi học cơ. Thế anh nhờ tôi là kiểm tra xem là có bị vấn đề gì về phong thủy nhà hay không. Anh thì tôi bảo anh là cái này thì có thể là dùng quẻ kinh dịch để mình xem trước xem là dự báo trước xem là kinh dịch sẽ dự báo gì về cái vấn đề về phong thủy nhà. Đấy thì cách mà xem quẻ kinh dịch thì có rất nhiều cách đúng không ạ? Trong đó có một cách mà tôi chia sẻ rất là hay dùng, đó là tập trung suy nghĩ về câu hỏi khoảng 30 giây, sau đó là rút ngẫu nhiên một cái tờ tiền ở trong túi và chụp cái số seri của gửi qua cho tôi. Thì tôi xem giúp anh ấy một cái quẻ. Thì anh ấy rút được một cái tờ tiền như này. Đó là rút được tờ 100.000. Hay có nhiều cách để mà lập một quẻ kinh dịch, trong đó là tôi hay sử dụng đó là cách để mà dùng cái số seri này để lập lên quẻ kinh dịch, và thường thì tôi sẽ sử dụng là hai số cuối. Như ở đây anh rút tờ này thì là có hai số cuối là 5 và 0 đúng không ạ? Hay 5 và 0 thì sau khi mà có được cái số này rồi thì tôi sẽ lên quẻ kinh dịch. Quẻ kinh dịch thì các bạn học kinh dịch các bạn có thể biết trang đó là vào chúng ta vào trang học lý số.org ấy. Hay vào phần mềm này, lập quẻ dịch. Đó, 5 đúng không ạ? Thì chúng ta tính này. Đấy, càn, đoài, ly, chấn, tốn đúng không? Số 5 là quẻ tốn. Đấy, quẻ tốn này. Đây, quẻ tốn này. Không thì là khảm, cấn, khôn, tức là không là quẻ khôn. Đấy, như vậy này. Và tiếp theo là cái thời gian mà anh giúp, đó là giờ thìn từ 7 cho đến 9 giờ. Đấy, giờ thìn thì đấy, tí này, xỉu, dần, mão này, thìn này, thìn thì là số 5. Số 5 là như vậy là đậm hà 4. Đậm hà 4 này. Lập quẻ lục hào. Đó. Thì được cái quẻ như này. Phong địa quán, hóa thiên địa bĩ, đúng không? Đấy. Cái quẻ này thì nhìn thoáng qua thì tôi thấy nó cũng khá là ứng với lại cái câu hỏi của anh đấy. Có nghĩa là anh hỏi, anh tập trung câu hỏi để rút quẻ, đó là hỏi về là con cái có đang gặp cái vấn đề gì không? Để dẫn đến sự thay đổi đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, trong cái quẻ dịch này thì có hào phụ mẫu này, phụ mẫu là đang động này. Phụ mẫu này ấy, trong tượng quẻ có nghĩa là tượng trưng cho các công trình kiến trúc, tượng trưng cho ngôi nhà. Đấy, phụ mẫu động. Phụ mẫu ở đây là cái ngũ hành là mùi thổ, có nghĩa là hình thổ này. Đấy, sau đó thì anh hỏi về con cái thì tôi sẽ xét thêm cái hào tử tôn ở đây là tử tôn này là hào tử tôn là tí, tí thủy. Như vậy là cái hào phụ mẫu này mùi thổ nó khắc tí thủy. Đấy, có nghĩa là thổ nó khắc thủy. Đấy, như vậy là hiện nay là đang báo rằng là cái nhà này đang khắc cái cậu con này. Đấy, các bạn thấy rất là hay, này cực kỳ đúng quẻ đúng không ạ? Đấy, trong video trước đã chia sẻ với các bạn đó là thiên cơ tại động hào. Có nghĩa là động hào là cái để mà báo chúng ta biết được là về cái sự việc xảy ra là nó nguyên nhân tại sao đúng không ạ? Nó do đâu? Tại sao lại như vậy? Thì đúng là ứng trong cái quẻ này luôn. Đấy. Thì là hào phụ mẫu đang động và khắc hào tử tôn. Đấy, thổ khắc thủy. Đấy, thì tôi có bảo anh rằng là anh phải kiểm tra lại xem là đầu tiên là tôi bảo anh kiểm tra lại cung vị đông bắc của cái ngôi nhà đó. Bởi vì sao? Bởi vì cung vị đông bắc là tượng trưng cho đại diện cho tri thức. Đấy, đại diện tri thức. Thì anh ấy bảo là khu vực đông bắc thì đang nuôi gà. Đang nuôi gà thì đúng là nó sẽ ảnh hưởng đúng không? Ảnh hưởng đến cái việc học tập của con cái. Thì tôi bảo là anh nên dọn cái khu vực đó nó sạch sẽ. Đấy, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về học tập của con cái. Đấy, ngoài ra thì là cũng cần phải kiểm tra thêm các cái phòng ngủ của cháu. Rồi sau đó thì tôi hướng dẫn anh là kích hoạt cái cung vị đông bắc nó lên bằng cái tháp ăn xương. Đấy, kích hoạt cung vị nó lên. Và ngoài ra là cũng kích hoạt thêm cái tháp văn xương thứ hai là tại cái phòng mà cháu nó ngủ. Đấy, có nghĩa là mỗi một tuổi chúng ta sẽ có một cái cung vị văn xương tại những cái vị trí khác nhau. Thì tôi hỏi tuổi của cháu và sau đó thì tôi sẽ tính cho anh như là cái cung vị văn xương của cái phòng đấy nó nằm ở vị trí nào, và đặt hai cái tháp văn xương để kích hoạt. Đấy, và chúng ta sẽ cùng chờ đón sự thay đổi sau khi kích hoạt nó có kết quả như nào. Cái điều mà tôi mong chờ nhất đó là cái sự thay đổi khi mà mình
đưa ra những cái biện pháp để mà hóa giải. Đấy, trong đó thì liên quan đến trẻ con đúng không ạ, thì chúng ta cần kích hoạt cái cung vị trí thức và cung vị văn xương trong căn nhà đó. Đấy, thì tôi đã khai quang cho anh hai tháp văn xương và cùng chào đón cái sự thay đổi từ cái sự phản hồi từ phía anh bạn của tôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.